Chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện Từ Bi Thành. Tác giả Đinh Mặc. Người dịch Green Rose. Tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê. Tập 33. Tiếp theo giả hít. Ngày kia là ngày giỗ bà anh. Anh về dọn dẹp mộ cho bà. Giọng nói Trần Bắc Nghiêu dễ nghe như tiếng nước suối chảy. Đôi mắt đen của anh nhìn Mộ Thiện chăm chú. Mộ Thiện thầm nghĩ, đây là lần thứ hai anh nói chuyện với mình. Anh có hiếu thật đấy, có điều trùng hợp thật. Cô khen Trần Bắc Nghiêu. Anh đứng cách cô 1 mét, khóe miệng nhếch lên. Đúng là rất trùng hợp. Gió đêm mát mẻ, lá cây xào xạc, hai người đều không lên tiếng. Sau núi có một hồ chứa nước rất đẹp, em có muốn đi xem không? Ngữ khí của Trần Bắc Nghiêu có vẻ hơi căng thẳng. Cô ngược lại cảm thấy toàn thân bay bổng. Được à. Lúc này là 9 giờ tối, cô nam quả nữ ở nơi rừng núi hoang vắng. Cậu thiếu niên trước mặt tuy là bạn học cùng trường, nhưng là phần tử bất hảo thường hút thuốc đánh nhau. Đi theo Trần Bắc Nghiêu xuống núi, tim cô đập mạnh, đồng thời cả người cô cũng căng thẳng vô cùng. Những vụ hãm hiếp giết người hình như thường xảy ra trong các tình huống tương tự. Cô hoàn toàn không hiểu biết gì về Trần Bắc Nghiêu. Tính cách của anh hình như lầm lì cô độc. Tại sao anh đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đúng lúc cô chỉ có một mình? Mộ Thiện nắm chặt hai tay, chân vẫn lặng lẽ đi theo anh. Cô lý xung quanh tìm thứ làm vũ khí phòng thân, nếu anh có mua đồ hãm hại cô. Ngộ nhỡ anh chỉ định hôn cô thì cô phải làm thế nào? Có nên cự tuyệt anh không? Trong lòng đầy ý nghĩ phức tạp, cô không dám thở mạnh. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống khu rừng, khiến mỗi ngọn cây như có linh hồn lắc lư trong đêm tối. Bốn bề tĩnh mịch, phảng phất thế gian chỉ còn lại hai người. Trần Bắc Nghiêu đi trước đột ngột dừng lại. Anh quay người, giơ tay về phía cô. Nào, đưa tay cho anh. Anh nói rất thẳng nhiên. Tại sao? Hình như anh mỉm cười, giọng điệu anh hơi bất lực. Cô bé, đằng trước khá dốc, để anh đỡ em xuống. Mộ Thiện lập tức đặt tay vào lòng bàn tay anh. 10 ngón tay đang xen, hai người đều im lặng. Bắc Nghiêu nắm chặt bàn tay mềm mại của cô, ngón tay anh bỗng trở nên cứng nhắc. Tim anh rộn ràng, trong đầu anh xuất hiện ý nghĩ. Tay cô nhỏ nhắn và mềm mại quá. Còn Mộ Thiện cảm thấy cả bàn tay không phải của mình nữa. Các sợi dây thần kinh của cô căng lên như dây đàn. Hai má cô cũng bắt đầu nóng ran. Dáng vẻ của anh rất cuốn hút. Cô nghĩ, không biết anh đã từng nắm tay người con gái nào chưa? Hai người tay trong tay đi bộ khoảng 10 mấy phút. Cuối cùng tầm nhìn cũng rõ ràng hơn. Khi Bắc Nghiêu buông tay Mộ Thiện, trong lòng cô hơi mất mát. Thế nhưng cô nhanh chóng bị cảnh đẹp trước mắt thu hút. Đêm hôm đó sao đầy trời, mặt trăng tỏa ánh sáng dịu dịu khắp không gian. Phía xa xa là đồi núi nhấp nhô giống một bức thủy mặc. Dưới chân bọn họ là hồ nước rộng lớn, mặt nước im lìm như chiếc gương cực lớn. Bên trên phản chiếu ánh trăng như được phủ một lớp bạc. Đây đâu phải là làng quê nghèo khổ trong ấn tượng của cô. Nơi này rõ ràng là cõi mộng bí ẩn. Đẹp quá! Mộ Thiện reo lên. Bắc Nghiêu đứng bên cạnh cô, khóe miệng mỉm cười. Gương mặt anh đẹp đẽ không giống như người phàm, mà giống công tử ẩn cư trên ngọn núi tiên. Hôm trước anh mới phát hiện ra nơi này. Lúc đó anh nghĩ nhất định em sẽ thích. Anh từ tốn nói. Anh nói đúng, em rất thích. Cô cười tươi. Sau đó há hốc mồm khi nhận ra ý tứ trong câu nói của Trần Bắc Nghiêu, mặt cô càng đỏ ửng hơn. Cô đột nhiên cảm thấy một niềm hạnh phúc không thể miêu tả bằng lời mà cô chưa từng nếm trải bao giờ. Được một lúc, Bắc Nghiêu nói. Đã 10 giờ rồi, để anh đưa em về. Được à. Mộ Thiện cũng sợ về muộn, các bạn sẽ lo lắng. Cô thầm tiếc nuối, một buổi tối thật tuyệt vời, đáng tiếc là sắp kết thúc. Lại đây. Bắc Nghiêu một lần nữa giơ tay. Phía trước có con dốc, đừng khó đi sao ạ? Mộ Thiện hỏi. Không, hết dốc núi rồi, phía trước là đường thẳng tắp.
Bác Nhiêu bình thản trả lời, nhưng đáy mắt anh có thứ gì đó lay động. Cô đặt tay vào lòng bàn tay anh như một cái máy. Lần này Bác Nhiêu đã có kinh nghiệm. Anh dùng lực vừa phải, không nắm chặt tay cô như hồi nãy. Trên đường về, anh thậm chí còn đổi sang tay bên kia. Đến cổng ký túc xá của nhà máy, lòng bàn tay hai người đổ đầy mồ hôi. Em, đi đây. Cô lý nhí. Ừ, chào em. Anh vẫn đứng nguyên một chỗ. Cô vừa đi vài bước, Bác Nhiêu bỗng gọi cô. Mộ Thiện, tối mai anh đi hồ nước câu cá, em có muốn đi không? Mộ Thiện vốn vẫn còn lưu luyến, nghe câu nói này, lòng cô như nở hoa. Cô gật đầu lia lịa. Em đi, chỉ cần tối mai không có hoạt động tập thể. Anh đợi em. Bác Nhiêu cười. Mộ Thiện chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như vậy. Bình thường, nụ cười anh thật lạnh lùng. Vâng ạ. Ngủ ngon nha, Mộ Thiện, chúc em có giấc mơ đẹp. Mộ Thiện về đến ký túc. Các bạn học nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của cô. Trước đó cô không mấy vui vẻ. Ra ngoài một lúc tự nhiên mặt mày rạng rỡ ra. Mộ Thiện, ngoài kia có thứ gì hay khiến cậu vui như vậy? Mộ Thiện mỉm cười. Đâu có gì, tới leo lên cây ngủ một giấc, mơ một giấc mơ tuyệt vời. 9 giờ tối ngày hôm sau, hoạt động tập thể mới kết thúc. Mộ Thiện nói với cô giáo có họ hàng sống ở khu vực phụ cận, muốn đến nhà họ hàng chơi một lúc. Cô giáo cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô thầm nghĩ, chưa bao giờ nghe nói thầy hiệu phó Mộ có người nhà ở xã này. Nhưng từ trước đến nay, Mộ Thiện luôn chiếm được lòng tin yêu của thầy cô. Vì vậy cô giáo do dự vài giây rồi cho phép Mộ Thiện ra ngoài. Tối hôm đó, Mộ Thiện như con ngựa hoang tuột dây cương. Cô vốn thích câu cá, thường cùng bố ra bờ hồ câu. Không ngờ Trần Bác Nhiêu cũng thích trò này. Anh còn là cao thủ, anh đã chuẩn bị trước hai cần câu rất hiện đại. Hồ nước có dễ nhiều cá, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, hai người đã câu được mấy cân. Chỉ có điều cá ở đây không ăn được, chỉ có thể thả về hồ. Trong lúc cầm cá ném xuống hồ, Mộ Thiện lẩm bẩm. Thần cá, xin hãy phù hộ cho con sang năm thi đại học thuận lợi. Bác Nhiêu ngồi bên cạnh cô, anh rất buồn cười khi nghe cô nhắc đến thần cá gì đó. Ai ngờ chuẩn bị ném con cá thứ hai xuống hồ, Mộ Thiện nhìn anh. Thần cá, xin hãy phù hộ anh Bác Nhiêu năm nay thi đỗ đại học. Mộ Thiện gọi Bác Nhiêu ca ca rất dễ thương. Anh đờ người, trái tim co rút. Anh Bác Nhiêu, lần đầu tiên có người gọi anh như vậy. Hơn nữa người đó lại là cô. Trần Bác Nhiêu nhớ mắt nhìn Mộ Thiện, không nói một lời. Mộ Thiện vừa thốt ra đã biết lỡ lời. Sao cô có thể gọi anh như suy nghĩ trong lòng cô? Mộ Thiện vừa thẹn thùng, vừa khẩn trương, cười hì hì. Anh lớn tuổi hơn em, gọi như thế là em chịu thiệt. Không được. Anh hãy gọi em một tiếng chị, chúng ta hòa nhau. Cô càng nói càng loạn, đành phải đánh trống lảng. Muộn rồi, em về ký túc đây. Bác Nhiêu đời nào chịu buông tha cô, anh lật lại vấn đề. Quyết tâm dồn cô đến cùng. Mau gọi một tiếng anh Bác Nhiêu, anh sẽ đưa em về. Anh nhìn cô chăm chú, dưới ánh trăng, thân sắc anh rực rỡ lạ thường. Cô đỏ mặt đến tận mang tai. Anh giở trò lưu manh, còn ra điều kiện nữa. Ờ, anh giở trò lưu manh đấy. Bác Nhiêu cũng đỏ mặt. Một thiện ngượng chết đi được, cô đứng dậy bỏ đi. Anh vội buông cần câu đuổi theo cô. Từ đằng sau túm lấy tay cô. Anh nói đùa ấy mà, em đừng giận. Em không giận. Hai má Mộ Thiện nóng rẫy. Thế thì tại sao? Anh cười khẽ trên đỉnh đầu cô. Mộ Thiện cảm thấy nói chuyện với anh đúng là mất mặt. Cô thường nói sai, còn anh luôn nhạy bén nắm bắt sai lầm của cô, khiến cô chỉ hận không thể đào một cái hố chôn mình. Thiện Thiện, anh nhiều tuổi hơn em. Em gọi anh là anh thì có gì không đúng? Bác Nhiêu hỏi thẳng. Chẳng có gì không đúng. Anh Bác Nhiêu, anh đã hài lòng chưa? Cô muốn giật khỏi tay anh, nhưng bị anh nắm chặt hơn. Con nhím nhỏ này. Bác Nhiêu đột nhiên giơ tay vuốt tóc Mộ Thiện. Tối mai em có rảnh không? Anh Bác Nhiêu sẽ đưa em lên rừng hái hạt dẻ. Động tác tay anh vô cùng dịu dàng, cô nhất thời không dám thở mạnh. Em sẽ cố gắng.
Hoạt động về nông thôn thấm thoát đã 8 ngày trôi qua. Buổi tối hôm nay, Mộ Thiện tắm rửa sạch sẽ, thay bộ váy dài cô tự cho là đẹp nhất. Đang định lén lút trốn ra ngoài, Mộ Thiện vô tình đụng phải cô giáo phụ đạo ở ngoài hành lang. Cô phụ đạo dạy môn vật lý, tuổi đời còn rất trẻ. Bình thường cô đặc biệt thích Mộ Thiện. Nhìn thấy bóng dáng Mộ Thiện lúc này, cô giáo biết cô lại đi ra ngoài nữa, liền nghiêm mặt. Mộ Thiện, em hãy cùng cô đến văn phòng. Mộ Thiện đi theo cô giáo, trong lòng cô hồi hộp không yên. Văn phòng không có người, một cô phụ đạo khác không biết đi đâu. Cô giáo vật lý ngồi xuống liền hỏi ngay. Mộ Thiện, có phải em lại đi gặp Trần Bác Nghiêu? Mộ Thiện không ngờ cô giáo biết rõ hành tung của mình nên hơi hoảng hốt. Mộ Thiện không phải là đứa trẻ hay nói dối, vì vậy cô lặng lẽ gật đầu. Cô giáo cao mày. Em nói đến nhà họ Hàng, nhưng cô nghe nói nhà em không có họ Hàng ở vùng này. Tối qua cô lưu ý, mới biết Trần Bác Nghiêu đến đón em. Cậu ta chẳng phải học sinh lớp 12. Cậu ta bỏ học à? Sắp đến ngày giỗ bà anh ấy, nên anh ấy xin nghỉ phép vài ngày ạ. Quáng đường! Cô giáo mắng một câu, thấy Mộ Thiện cứng đờ người, cô giáo biết mình hơi nặng lời. Thế là cô bắt đầu khuyên nhủ. Cô hạ giọng xuống. Cô vẫn chưa nói với thầy hiệu phó Mộ chuyện này. Từ trước đến nay em là cô bé ngoan ngoãn. Hãy nghe lời cô, cắt đứt quan hệ với cậu ta. Em còn nhỏ, lại là hạt giống trọng điểm của nhà trường. Sao em có thể yêu sớm để rồi làm hỏng tiền đồ của mình? Chúng em có làm gì đâu ạ. Chúng em chỉ đi chơi cùng nhau. Chúng em không phải là người yêu. Mộ Thiện phản bác. Trên thực tế, Mộ Thiện quả thật có ý nghĩ đó. Cô và Trần Bác Nghiêu chỉ vui chơi vài ngày. Cô cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Năm nay anh thi đại học, cô chỉ muốn thân thiết với anh hơn, mối quan hệ bạn bè hơn một chút. Tương lai tính sau. Cô tin em. Cô giáo tỏ ra mềm mỏng. Mộ Thiện, cô chỉ lớn hơn em vài tuổi. Cô cũng từng trải qua độ tuổi của em. Ở độ tuổi của em, có cảm tình với con trai cũng là lẽ thường tình. Trần Bác Nghiêu tuy hành vi không ra gì, nhưng thành tích học tập khá tốt, lại có ngoại hình tuấn tú. Nhưng hai em bây giờ rất nguy hiểm. Trần Bác Nghiêu học lớp 12, chỉ vì việc về quê dỗ bà mà cả chục ngày không đến trường. Em thấy có lý không? Thành tích của cậu ta không toàn diện như em, phải chăm chỉ và phát huy tốt mới có thể thi đỗ Bắc Đại Thanh Hoa. Bây giờ các em suốt ngày dính lấy nhau, tương lai của cậu ta sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Bắc Đại Thanh Hoa tức Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa, hai trường hàng đầu của Trung Quốc. Mộ Thiện giật mình, cô giáo nói rất đúng, yêu một người là phải nghĩ cho người đó. Biết Mộ Thiện đã nghe ra, cô giáo tiếp tục khuyên bảo. Em nên cất giấu tình cảm tốt đẹp đó ở trong lòng. Đợi thi đại học xong xuôi, em liên lạc với cậu ấy sau, được không em? Hơn nữa, nếu em không nghe lời cô, đừng trách cô báo cáo chuyện này với thầy hiệu phó. Mộ Thiện quảng hồn, lại hơi ấm ức. Cô và Trần Bác Nghiêu vốn chẳng có gì. Nếu đến tay ông bố uy nghiêm của cô, hậu quả rất khó lường. Được à, em sẽ không gặp anh ấy nữa. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải gật đầu. Cô giáo tỏ ra hài lòng. Em hãy về phòng đi. Mộ Thiện ra khỏi văn phòng, ngước nhìn bầu trời tối mịt. Cô đột nhiên cảm thấy đau lòng. Cô biết cô giáo nói đúng. Cô cũng biết không nên yêu đương vào thời điểm này. Nhưng cô không thể khống chế bản thân. Cô ngày càng lún sâu. Cô rất muốn gặp Trần Bác Nghiêu. Nhưng nếu cô đi gặp anh, cô giáo sẽ nói cho bố mẹ cô biết. Mộ Thiện không dám, thật sự không dám. Cô ngồi trong phòng ký túc, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ đến tận đêm khuya. Ba ngày tiếp theo, Mộ Thiện buổi tối không ra ngoài, cũng không thể thông báo với Trần Bác Nghiêu. Cô nghĩ, anh thông minh như vậy, chắc anh cũng đoán ra lý do. Cô và anh còn chưa bắt đầu, đã kết thúc hay sao? Sáng sớm ngày thứ tư, chiếc xe buýt đưa nhóm học sinh quay về huyện. Mộ Thiện về đến nhà, mẹ cô rất ngạc nhiên. Còn bé này, mới đi có 10 ngày, sao gầy thế con? Không hợp đồ ăn ở đó à? Ông Mộ nhìn con gái mỉm cười. Em đừng thương xót quá,
Trẻ con cần rèn luyện mới có ích cho tương lai. Chứng kiến sự quan tâm của bố mẹ, Mộ Thiện cảm thấy việc cô suýt yêu sớm quả thật có lỗi với bố mẹ. Cô ôm chặt bà Mộ, làm bà không khỏi ngạc nhiên. Buổi tối, bố mẹ ra ngoài đi dạo. Cô ở nhà một mình, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng bấm số điện thoại nhà Trần Bắc Như. Điện thoại chỉ đổ một hồi chuông, có người bắt máy ngay. Hello? Giọng nói của anh như từ một nơi rất xa, vọng tới. Mộ Thiện im lặng, mãi cũng không thể mở miệng. Thiện Thiện? Anh hỏi. Mộ Thiện hít một hơi sâu. Anh Bắc Nhiêu, mấy ngày ở xã, cô giáo phát hiện em đi gặp anh, nên không cho em ra ngoài. Bắc Nhiêu trầm mặc vài giây, sau đó anh cười. Không sao đâu, hôm đó anh bắt được một con sóc, nuôi nó vài ngày. Nó rất đáng yêu, đáng tiếc là em không nhìn thấy. Mộ Thiện mỉm cười. Con sóc trông thế nào? Màu xám tròn tròn. Anh ngẫm nghĩ rồi bổ sung một câu. Rất giống em. Mộ Thiện thẫn thờ, tay nắm chặt ống nghe điện thoại. Hai người lại im lặng một lúc. Anh Bắc Nhiêu, anh sắp thi đại học rồi, sang năm em cũng thi. Có lẽ sau này em không thể ra ngoài chơi cùng anh. Lại trầm mặc. Anh hiểu. Trần Bắc Nhiêu trả lời. Mắt Mộ Thiện nhòe đi. Cô chợt nghe giọng nhẹ nhàng của anh. Chúng ta cùng đi Bắc Kinh. Tâm trạng vốn rất nặng nề của Mộ Thiện phảng phất như được ánh mặt trời chiếu sáng. Được, không được nuốt lời đâu đấy nhé. Anh tuyệt đối không nuốt lời. Nhỡ em thi trượt, không thể đi Bắc Kinh thì sao? Em lại phải ôn thêm một năm nữa. Mộ Thiện tinh nghịch. Anh sẽ đợi em. Có lẽ rất hiếm khi nói như lời tình cảm, thanh âm của anh trở nên nhà bẩn. Anh sẽ luôn đợi em. Mộ Thiện cúp điện thoại, lòng vui sướng vô cùng. Chỉ cần đợi thêm một năm rưỡi, cô nghĩ thầm, không phải là chuyện khó khăn. Đợi đến lúc lên đại học, cô và anh có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Tốt nghiệp đại học sẽ lập tức kết hôn, hai người đều có công việc tốt. Cô sẽ sinh cho anh những đứa con xinh xắn, hai người sống vui vẻ, hạnh phúc. Bên nhau trọn đời, trọn kiếp. Mộ Thiện tưởng rằng sau khi hứa hẹn, cô sẽ nhìn thấy tên Trần Bắc Diêu trên bảng vàng thành tích thi cử. Thế nhưng ở danh sách điểm thi cuối tháng 11 của khối 12, Mộ Thiện không tìm thấy tên Trần Bắc Diêu. 3 giờ chiều phòng giáo vụ công khai danh sách, 5 giờ cô mới xem. Đến 7 giờ tối, Mộ Thiện đứng ngồi không yên. Sau tiết đầu tiên của giờ tự học, Mộ Thiện cố gắng trấn tĩnh đi đến lớp anh. Tới cửa lớp, Mộ Thiện không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng im lặng như tờ ở trong phòng học. Tất cả mọi người đều cúi đầu chăm chú làm bài tập. Trước đó, Mộ Thiện cũng biết thời kỳ trước khi thi đại học vô cùng căng thẳng. Nhưng vì Trần Bắc Nhiêu, cô càng cảm thấy khẩn trương hơn. Một nam sinh ngồi gần cửa ra vào hỏi nhỏ. Bạn gái, bạn tìm ai thế? Trần Bắc Nhiêu có ở đây không ạ? Cô ngượng ngùng hỏi. Cậu ấy một tuần nay không đến lớp rồi. Một tuần đối với học sinh lớp 12 có ý nghĩa như thế nào? Mộ Thiện không thể tin nổi. Anh thậm chí còn bỏ lỡ kỳ thi cuối tháng. Đến khi Mộ Thiện định thần, cô đã đứng trước cửa nhà Trần Bắc Nhiêu. Anh từng cho cô biết địa chỉ nhà anh, nhưng cô chưa đến bao giờ. Bây giờ đi tìm, Mộ Thiện mới phát hiện nhà anh rất dễ kiếm. Bởi vì trên sườn đồi rộng lớn chỉ có một ngôi nhà nhỏ cô độc ở đó. Tuy nhiên ngôi nhà bằng gỗ rất đẹp. Mái ngói màu cà phê, từ ngoài màu trắng, mang phong cách kiến trúc châu Âu. Bắc Nhiêu ra mở cửa, vừa nhìn thấy Mộ Thiện, anh sững sờ một phút. Bây giờ là 8 giờ tối, là thời điểm học sinh bận rộn làm bài tập, vậy mà cô đứng trước cửa nhà anh bất chấp cơn gió lạnh cuối thu. Anh! Em! Vào nhà rồi nói sau. Bắc Nhiêu kéo Mộ Thiện vào nhà. Anh dường như càng nắm chặt hơn khi đụng phải bàn tay lạnh giá của cô. Mộ Thiện bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng cô hơi tủi thân. Cô không gặp anh một tháng rồi, một tháng chưa từng cầm tay nhau. Nội thất trong nhà sạch sẽ và trang nhã, trên tường treo đầy tranh vẽ và thư pháp. Cả căn phòng phảng phất mùi đàn hương nhà nhà. Phòng trong vọng ra tiếng ho của người già. Bắc Nhiêu cau mày, anh để Mộ Thiện ngồi đợi ở ghế sofa rồi đi vào phòng trong.
Một lát sau anh ra ngoài nói nhỏ. Ông ngoại uống thuốc ngủ rồi. Lúc này Mộ Thiện mới hiểu ra. Anh xin nghỉ học để chăm sóc ông ngoại à? Bác Nghiêu gật đầu. Thế bố mẹ anh đâu rồi? Họ không sống ở đây. Anh không có quan hệ với bọn họ từ lâu. Anh vừa pha cốc trà nóng cho Mộ Thiện vừa lạnh nhạt. Mộ Thiện im lặng. Một lát sau, Trần Bác Nghiêu đưa cốc trà đến trước mặt Mộ Thiện. Bất ngờ phát hiện hai hàng lệ trên má cô. Sao em khóc? Anh luống cuống. Mộ Thiện càng khóc dữ dội. Tâm trạng ấm ức vì một tháng không được gặp anh, không được nhớ anh, cứ thế bộc phát ra ngoài. Cô cảm thấy rất tủi thân. Cả đời này chưa bao giờ ấm ức như vậy. Nhưng cô không ngờ, khi cô vội vàng đi tìm anh, mới phát hiện anh rất đáng thương. Anh không được hưởng tình cảm của bố mẹ mà sống nương tựa và ông ngoại. Thế là cô càng tủi thân hơn. Người con trai ở trước mặt rất đáng để cô trao gửi tình cảm. Nhưng cô không thể chia sẻ cùng anh. Cô chỉ có thể nhìn anh một mình chịu cực. Đang khóc nức nở, trước mắt Mộ Thiện đột nhiên tối sầm. Sau đó bờ môi mềm mại và lạnh lẽo của anh chạm vào má cô. Em đừng khóc nữa. Giọng nói của anh có một vẻ trầm khàn xa lạ. Cả thế giới xung quanh cô dường như dừng lại, chỉ còn gương mặt anh kề sát mặt cô. Sau đó, sống mũi cao của anh hơi chết sang một bên, bờ môi anh thận trọng rơi trên môi cô, chạm nhẹ rồi rời đi ngay lập tức. Mộ Thiện thẫn thờ nhìn anh, trong khi bờ môi anh chỉ rời đi nửa thước rồi đột ngột phủ lên môi cô. Đó là một nụ hôn dịu dàng, bất an, nhưng cũng đầy đam mê. Mộ Thiện quá đá. Môi Trần Bác Kiêu rõ ràng lạnh lẽo, nhưng đầu lưỡi anh nóng như bị một ngọn lửa đốt cháy. Cô không có kinh nghiệm, chỉ biết để mặc anh từ từ rút hết không khí trong miệng cô. Hai người đồng thời cảm thấy toàn thân nóng bừng. Bác Kiêu vốn đang đứng, cúi đầu hôn Mộ Thiện. Sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay do dự một giây rồi ôm lấy eo cô. Đến khi Trần Bác Kiêu kết thúc nụ hôn, mặt Mộ Thiện đỏ ửng. Bây giờ cô mới phát hiện đang ở trong lòng anh. Đây là lần đầu tiên cô được con trai ôm, mái tóc dài của cô dính vào lòng ngực anh. Xúc cảm đó rất dễ chịu, nhưng cũng rất bất an. Cô thỏ thẻ. Đây là nụ hôn đầu của em. Anh cũng vậy. Anh rất lo em sẽ cự tuyệt. May quá. Trần Bác Nghiêu mỉm cười. Mặt cô càng đỏ hơn. Không đợi cô lên tiếng, Bác Nghiêu lại cúi xuống hôn cô. Anh hôn lên môi cô, hôn trán cô, hôn đầu mũi cô, lên hai mắt của cô, rồi hôn lên má cô. Trần Bác Nghiêu cảm thấy mỗi tấc da thịt dưới môi anh vô cùng thơm ngát. Sao người em có thể mềm mại như vậy? Anh nghĩ thầm, ôm vào lòng là không muốn buông tay. Cứ như vậy, Trần Bác Nghiêu lại hôn thêm một lúc lâu. Lâu đến mức mồm miệng Mộ Thiện tê liệt, anh mới tựa đầu vào mái tóc dài của cô. Anh xin lỗi. Anh vốn định đợi em tốt nghiệp mới làm chuyện này. Cô đứng dậy, em phải về nhà rồi. Thiện Thiện, anh thích em từ lâu. Thật ra lần trước không phải anh đi thăm mộ bà ngoại. Anh đến đó chỉ vì muốn nhìn thấy em. Cầm tay cô, anh nói. Sau đó bắt gặp em một mình lên núi. Anh lo lắng lắm nên mới đi theo em. Toàn thân Mộ Thiện cứng đờ, cô chỉ biết mở to mắt. Nhìn Trần Bác Nghiêu đỏ mặt tiến lại gần, lại một lần nữa lưu luyến bờ môi. Kỳ nghỉ đông 2 tháng sau đó, Mộ Thiện vẫn dẫn đầu điểm thi các môn trong kỳ thi cuối học kỳ của năm trường cấp 3 thuộc 4 huyện. Vì vậy khi cô quyết định tham gia nhóm học tập do các bạn cùng lớp tổ chức trong kỳ nghỉ đông, bố mẹ cô không phản đối. Một ngày vừa ăn sáng xong, Mộ Thiện lập tức vào phòng lục tung hết quần áo. Một lát sau, cô chạy ra hỏi mẹ. Mẹ, mẹ có thấy áo khoác vải năm ngoái mẹ mới mua cho con không? Áo khoác màu xanh da trời ấy. Bà Mộ vào phòng con gái, giúp cô tìm áo khoác và nhìn cô hớn hở mặc vào người. Sau đó cô đứng trước gương chải đầu một lúc, đeo cặp tóc màu xanh thẳm, dính nhiều hạt đá óng ánh, mới đứng dậy khoác cặp sách. Mẹ, con đi đây ạ. Trưa nay có khả năng con không về nhà ăn cơm. Sau khi đưa Mộ Thiện ra cửa, bà Mộ mới quay sang nói với ông Mộ đang đọc báo ở bên cạnh. Anh có cảm thấy Thiện Thiện nhà mình gần đây hơi khác không?
Ông Mộ ngẩng lên nhìn vợ. Con gái đang tuổi lớn thay đổi luôn ấy mà, con bé ngày càng xinh đẹp ra chứ sao? Không phải điều đó. Bà Mộ đưa mắt vào phòng Mộ Thiện, bên trong cô vẫn giấc quần áo bừa bộn trên giường. Bà có cảm giác con gái bà rất lạ, nhưng không biết cụ thể là gì. Mộ Thiện không bận tâm đến xung quanh. Cô vừa gõ cửa, trời mắt yêu liền mở ra. Anh không nói một tiếng nào, lập tức kéo cô vào lòng hôn lấy hôn để. Này, anh càng quấy quá đấy. Cẩn thận, bị ông nhìn thấy bây giờ. Hai tay Mộ Thiện ôm cổ anh, cười hiếp mắt. Hôm nay ông vào thành phố tham gia triển lãm thư họa rồi, không về trong ngày đâu. Hôm nay em xinh quá. Bắt Diêu không rời mắt khỏi thiếu nữ ở trong lòng. Cô rất vui, nhưng giả vờ không bận tâm. Cũng bình thường thôi. Ý cười trong đáy mắt Bắc Nghiêu càng sâu hơn. Em ngồi xuống đây chờ anh, lát nữa sẽ có cơm ăn. Anh nấu cơm? Mộ Thiện kinh ngạc, trong anh rõ ràng là người không chạm khói bếp nhân gian cơ mà. Lẽ nào em nấu? Bắc Nghiêu phì cười, anh quay người đi vào trong, dặn Mộ Thiện không được theo anh xuống bếp. Buổi tối hôm cô và anh có nụ hôn xác định tình cảm, Bắc Nghiêu không chỉ hôn sưng môi cô, cũng làm tan chảy trái tim cô. Mộ Thiện tự nhủ, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học tập, cô và anh ở bên nhau không phải là tội lỗi. Bởi vì anh cũng thích cô, bởi vì cô thật sự muốn ở bên anh. Đó là một cảm giác hạnh phúc chưa từng có, bất cứ người nào cũng không thể cho cô. Ngồi một lúc, Mộ Thiện lôi sách vở từ cặp ra, bắt đầu làm bài tập. Khoảng nửa tiếng sau, Bắc Nghiêu dọn thức ăn ra bàn, chỉ là ba món rau và một món canh đơn giản. Mùi vị cũng tạm tạm. Trong suốt bữa ăn, Mộ Thiện cười suốt, cô nghĩ thầm. Để lúc khác em nấu cho anh ăn, anh mới biết hôm nay anh kém cỏi như thế nào. Nhưng được bạn trai phục vụ tận miệng, làm sao cô có thể từ chối? Ăn cơm xong, Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu hơi buồn ngủ, không ai muốn động đậy. Bắc Nghiêu mở đầu đĩa bật Slam Dunk. Đó là phim hoạt hình anh thích nhất. Mộ Thiện trước đó chỉ thích xem truyện tranh thiếu nữ. Cô chưa bao giờ xem loại phim hoạt hình thi đấu thể thao sôi sục nhiệt huyết như thế này. Thêm một lúc, mí mắt Mộ Thiện nặng trĩu, rồi không thể mở ra lúc nào, cô không hay biết. Mộ Thiện ngủ rất say, đến khi tỉnh lại, sắc trời đã hơi tối. Cô dụi mắt, quay đầu lại, phát hiện Trần Bắc Nghiêu đang nằm ngủ trên tấm thảm cạnh ghế sofa. Mặc dù nằm trên nền đất, nhưng tướng ngủ của anh rất đẹp. Gương mặt anh trông rất thanh thản. Mộ Thiện ngay người ngắm anh hồi lâu. Cô định tiến lại gần hôn trộm anh, nhưng lại thẹn thùng không dám. Ngồi một lúc cô nghĩ ra trò, rút bút màu từ cặp sách vẽ lên má trái của anh hình một con rùa. Đang định vẽ bên má phải của Trần Bắc Nghiêu thêm một con chó nhỏ, cổ tay cô đột nhiên bị nắm chặt. Anh mở mắt cười cười nhìn cô. Cô bé xấu xa. Trần Bắc Nghiêu giật bút khỏi tay Mộ Thiện, làm động tác như sắp vẽ vào mặt cô, khiến cô la quay quái, ngã người về ghế sofa. Nhưng sức lực của anh mạnh hơn cô gấp trăm lần. Anh dễ dàng túm hai tay cô, đè người cô xuống ghế. Thói quen thành động tác tự nhiên, hai chân anh kẹp chặt người cô, hai người nô đùa, cười đến mức thở không ra hơi. Sau đó, cả hai giật mình đồng thời ngượng chín mặt. Tư thế này, Mộ Thiện xấu hổ đến mức hai má nóng ran. Nhưng lúc anh còn thẫn thờ, cô dùng giấy định ngồi dậy. Trần Bắc Nghiêu giơ tay muốn đỡ cô, nhưng chẳng may chạm vào ngực cô. Cảm giác đầy đặn mềm mại ngoài sức tưởng tượng khiến Trần Bắc Nghiêu ngây người. Mộ Thiện cũng có một cảm giác lạ thường, cô tỏ ra bối rối. Anh giở trò lưu manh. Anh định nói lời xin lỗi, nhưng khi nhìn gương mặt đỏ như quả cà chua chín của cô, anh có cảm giác một bàn tay nhỏ đang gãi nhẹ trái tim anh, làm anh muốn chạm vào nơi đó một lần nữa. Anh làm gì cơ? Bắc Nghiêu nhíu mày, tỏ ra ngạc nhiên. Anh sờ chỗ đó của em. Chỗ nào? Phẳng lì, có thấy gì đâu. Phẳng lì. Máu nóng bốc lên đầu cô bị đả kích nặng nề. Tuy không mấy quan tâm đến dốc dáng, nhưng từ trước đến nay cô đều hơi hơi tự hào về nó. Để anh sờ một lần nữa, anh mới có thể xác nhận. Mộ Thiện bỗng dưng không biết có nên từ chối anh không. Cô hiểu làm vậy là không đúng, nhưng những hành vi không phải đạo như ôm ấp hay hôn nhau, cô và anh đều làm rồi. Cô thích anh, luôn muốn anh vui vẻ, vậy thì để anh sờ chỗ đó của cô, anh sẽ càng vui hơn.
Không đợi Mộ Thiện có phản ứng, không đợi cô từ chối, anh một lần nữa đè cô xuống dưới thân. Lần này khác hoàn toàn những lần hai người hôn nhau. Cô cảm thấy một sự kích động và thỏa mãn chưa từng có. Toàn thân cô như bị một ngọn lửa xa lạ thiêu đốt. Anh hỏi bằng một giọng chờ mong. Có dễ chịu không em? Cô thật thà trả lời. Không có cảm giác gì cả. Nhưng trong lòng em rất dễ chịu. Bàn tay anh từ từ lần xuống dưới đến gấu áo len. Mộ Thiện rất ngượng. Sao anh có thể? Nhưng tay anh đã xâm nhập. Đây là lần đầu tiên Mộ Thiện phát hiện tay con trai và tay con gái rất khác biệt. Bàn tay anh rất lớn, gần như phủ hết một bên eo cô. Bàn tay anh mạnh mẽ, làm toàn thân cô mềm nhũn. Ánh mắt anh ngẩn ngơ. Mộ Thiện sững sờ. Cô có thể học thuộc cả quyển từ điển anh trung dày cộp. Nhưng không biết nếu anh cúi xuống một chút nữa thì cô sẽ phải làm thế nào? Mọi sự kháng nghị của Mộ Thiện đều biến thành tiếng rên khẽ. Cô không thể không thừa nhận cô rất dễ chịu. Cô rất thích được anh hôn và vuốt ve, nhưng cô cũng biết phải dừng lại ngay. Không được hôn vào chỗ đó. Mộ Thiện lập tức mở miệng ngăn cản. Anh hôn một tí thôi. Không được. 10 phút. 2 phút. Được. Thế nhưng chỉ mới khám phá vài chục giây, Trần Bắc Nghiêu đột nhiên đứng dậy. Anh kéo áo Mộ Thiện xuống rồi quay người đi vào phòng trong. Anh sao thế? Thấy sắc mặt anh thay đổi, Mộ Thiện nhổm dậy đi theo anh. Bắc Nghiêu càng đi nhanh hơn. Em ở phòng khách đợi anh. Nước sôi rồi, anh phải đi đun nước. Vâng. Mộ Thiện hơi bất an, lại ngồi về chỗ cũ. Cô đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nước sôi rồi, anh còn đi đun nước. Đây là logic gì? Trên thực tế, nước đã sôi cạn. Mà bạn Trần làm gì có thời gian quan tâm đến nước non. Anh vội xông vào nhà tắm. Bởi vòi nước, dùng nước lạnh làm nguội dục vọng đang cháy ngùn ngụt của mình. Những ngày tháng ngọt ngào trôi qua rất nhanh. Nếu trước đó, Mộ Thiện từng suy nghĩ đến chuyện cô vì tương lai chia tay Trần Bắc Nghiêu, thì bây giờ cô có thể vì anh hy sinh tất cả. Cô cảm thấy cô rất yêu anh sâu đậm. Có lẽ cả đời này cô chỉ yêu một mình anh, không ai có thể bắt cô rời xa anh. Một tin vui là kể từ học kỳ 2, khối 11 cũng có 3 tiết tự học vào buổi tối như khối 12. Như vậy Trần Bắc Nghiêu có thể ngày ngày sáng sáng đến đón Mộ Thiện đi học, buổi tối tiễn cô về nhà. Thật ra Mộ Thiện cho rằng không cần phải đón đưa, nhưng trong lớp cũng có mấy đôi đi đi về về cùng nhau. Bắc Nghiêu lại kiên quyết nên cô đành để anh đưa đón. Sau đó Mộ Thiện phát hiện chỉ những người yêu nhau mới lĩnh hội hết cảm giác ngọt ngào của việc đón đưa. Mỗi khi nắm tay anh, cô đều thấy con đường rất ngắn ngủi. Ngày nào cô cũng hy vọng đường đến trường không có tận cùng. Tháng thứ 2 của học kỳ mới, thời tiết vô cùng giá lạnh. Bắc Nghiêu đưa Mộ Thiện về nhà qua một ngõ nhỏ bên ngoài khu tập thể. Kể từ lúc anh bắt đầu đưa đón, bọn họ không đi đường lớn mà toàn chọn đường dòng hẻm nhỏ vắng người. Đi đến giữa con ngõ nhỏ, Trần Bắc Nghiêu đẩy Mộ Thiện vào tường, hôn cô cuồng nhiệt. Mộ Thiện bị anh hôn đến ý loạn tình mê, hai tay ôm chặt cổ anh, trong lòng chỉ muốn hôn đến lúc trời sáng. Một lúc lâu sau, Bắc Nghiêu mới lưu luyến rời khỏi đôi môi cô. Anh cầm tay cô đi tiếp ra ngoài ngõ. Mới đi mấy bước, Mộ Thiện đột nhiên cứng đờ người. Ở đầu ngõ, bà Mộ sắc mặt u ám, không biết đứng đó từ bao giờ. Cô theo phản xạ rút tay về. Bắc Nghiêu cũng nhìn thấy bà Mộ, anh mở miệng. Chào cô, chào. Bà Mộ chỉ lạnh lùng liếc xéo Trần Bắc Nghiêu mà không đếm xỉa đến. Bà nói với Mộ Thiện. Theo mẹ về nhà. Mộ Thiện từ nhỏ được bố mẹ nâng niu như ngọc như ngà. Cô chưa bao giờ chứng kiến bà Mộ phẫn nộ đến mức cực đoan như lúc này. Ánh mắt bà nhìn cô như nhìn kẻ thù. Lúc đó, Mộ Thiện không hiểu. Nhiều năm sau cô mới thông suốt tâm trạng của mẹ cô lúc đó. Bởi vì kể từ giây phút này, cô không còn là niềm kiêu hãnh trong lòng bố mẹ. Tuổi thanh xuân của cô bắt đầu nhuốm một màu tăm tối không lối thoát. Bắc Nghiêu đứng bất động một chỗ. Anh không thể làm gì ngoài việc dương mắt nhìn Mộ Thiện cúi đầu, lặng lẽ đi theo mẹ về khu tập thể. Mộ Thiện trời đất không sợ, nhưng lúc này cô vô cùng sợ hãi. Bản thân cô cũng không rõ
cô sợ bố mẹ thất vọng nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn. Cô muốn mở miệng phản bác, cô không làm chuyện xấu xa, thành tích học tập vẫn xuất sắc như thường lệ. Thế nhưng rốt cuộc điều gì mới bị coi là xấu xa? Cầm tay, ôm nhau, mỗi giây mỗi phút đều nhớ nhau da diết. Bà Mộ trầm mặt đi trước, trên đường về nhà bà không nói một tiếng nào. Đến khi vào trong đóng cửa lại, bà mới nổi trận lôi đình. Bộ Thiện, con đang làm trò gì hả? Con có nghĩ cho bố mẹ không? Sắp thi đại học đến nơi rồi, con suốt ngày lêu lỏng với thằng nhãi ranh đó. Bộ Thiện chưa bao giờ thấy mẹ cô tức giận như vậy, mở miệng là mắng cô tới tấp, làm cô không thể lên tiếng, dù trên đường về nhà, cô vốn có ý định nhận lỗi với bố mẹ. Con thật chẳng ra sao, yêu sớm. Trần Bắc Nghiêu là tên lưu manh nổi tiếng toàn khối 12, nó học giỏi có tác dụng gì? Suốt ngày trốn học, đạo đức không chấp nhận nổi, con làm bố thất vọng quá. Ông Mộ đang ngồi ghế sofa, đứng dậy quát lớn. Bộ Thiện cắn môi, nước mắt tràn rụa. Cô nghĩ, hóa ra bố mẹ đã biết sự thật từ lâu, hôm nay mẹ cố ý ra ngoài bắt gian. Cô vừa ngượng, vừa khó chịu, vừa đau đớn vô cùng. Tại anh cả, anh bảo để nó tự do, rèn luyện tính tự lập, không cần quản nó quá chặt. Anh xem, bây giờ phải làm thế nào? Làm thế nào hả? Ông Mộ cũng điên tiết. Em đừng lắm lời nữa, sau này em chịu trách nhiệm đưa nó đi học, cho đến khi thi đại học. Trần Bắc Nghiêu đúng là thằng khốn nạn. Ông Mộ giận đến mức run cầm cập, hai bà đồng thời nhìn cô. Bộ Thiện thẫn thờ, mặt đầy nước mắt, cô không thể nói một lời nào. Những ngày tiếp theo, đưa đón Bộ Thiện là việc quan trọng hàng đầu của ông bà Mộ. Mỗi buổi tối kết thúc buổi tự học, Bộ Thiện đều thấy mẹ cô đợi sẵn ở cổng trường. Có lúc bố mẹ cô về muộn hơn, cô buộc phải chờ ở bên ngoài lớp học của họ. Bộ Thiện biết mẹ cô cố ý kiểm tra xem cô còn gặp gỡ Trần Bắc Nghiêu hay không. Lớp của anh cũng bị bố cô theo dõi chặt chẽ. Cô chỉ có thể viết giấy rồi nhờ bạn học đến lớp 12 chuyển cho anh. Nói là giai đoạn này, hai người tạm thời đừng gặp mặt. Buổi tối, không khí trong nhà Mộ Thiện vẫn rất nặng nề. Cô không muốn trò chuyện với ai, ăn cơm xong đến trường tự học, về nhà là vào phòng đọc sách đi ngủ. Một tháng trôi qua, Mộ Thiện xuất 7 cân. 7 cân Trung Quốc bằng 3,5 kg. Thấy con gái ngày càng tùy tụy, bà Mộ càng căm hận Trần Bắc Nghiêu. Bắc Nghiêu trong lớp từ hàng ghế thứ tư trước đó bị đẩy xuống bàn cuối cùng. Ngoài ra anh tự nhiên bị hủy tư cách tham gia cuộc thi Olympic. Vốn có thể cộng điểm thi đại học mà không rõ nguyên nhân gì sao. Vì mọi chuyện xảy ra với bản thân, Bắc Nghiêu không hề có phản ứng. Anh vẫn chuyên tâm học hành và nhờ người chuyển lời tới Mộ Thiện động viên cô cố gắng chịu đựng. Anh bảo cô cố gắng chịu đựng bởi vì anh yêu cô. Đọc mảnh giấy Trần Bắc Nghiêu gửi, Mộ Thiện khóc suốt giờ tiếng Anh. Cô nằm bò ra bàn hồi lâu, sau đó viết từng chữ một. Chúng ta chia tay đi, đợi đến lúc kết thúc thi đại học, em sẽ đi tìm anh, em yêu anh. Sau khi nhờ bạn chuyển thư cho anh, cô lại khóc suốt tiết học tiếp theo. Lúc chuông báo tiết học kết thúc, bạn cùng bàn dỗ dai cô. Ngẩng đầu lên, bắt gặp Trần Bắc Nghiêu đứng trước bàn học của cô. Tất cả mọi người đều nhìn họ, nhưng Trần Bắc Nghiêu không hề bận tâm. Anh giống một bạch mã hoàng tử, bất chấp sự phản đối của thế tục, bất chấp thành kiến của người đời, dù bị gai đâm cũng lê bước chân đến trước mặt cô. Ngày mai là sinh nhật anh, ngày cuối cùng, sau đó chúng ta chia tay, được không em? Anh nói khẽ, bắt gặp giọt lệ ẩn hiện trong khóe mắt anh, trái tim cô như tan vỡ. Ai có thể khiến Trần Bắc Nghiêu rơi lệ chứ? Cô đỏ mắt gật đầu, trong lòng cảm thấy lời mời của anh chính là cuộc hẹn sinh tử. Lần gặp gỡ sau cùng nên cô không thể không đi. Bộ Thiện thẫn thờ trở về nhà. Không ngờ ở nhà có một đả kích mới chờ đón cô. Ông Mộ lạnh lùng. Tuần sau bố sẽ đưa con đến nhà cô con. Thủ tục chuyển trường bố đã làm xong rồi. Trường số 1 ở nơi đó cũng là trường trọng điểm của tỉnh. Tỷ lệ đỗ đại học còn cao hơn trường chúng ta. Con hãy học nốt năm cuối ở bên đó. Thi đại học xong rồi quay về đây. Bộ Thiện không thể tin vào tai mình. Nhà cô ruột ở một thành phố khác cách huyện mấy trăm cây số. Nếu cô đến đó, có nghĩa cô sẽ không được gặp Trần Bắc Nghiêu. Bộ Thiện nói nhỏ, giọng điệu kiên định. Con không đi. Bạn bè thầy cô giáo của con đều ở đây.
Con không muốn chuyển trường. Con dám không nghe lời? Ông Mộ quát lớn. Đừng tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì. Hôm nay thằng khốn đó đi tìm con, đúng không? Nó nói gì với con? Có phải muốn bám lấy con? Đúng là đồ khốn nạn. Không, chúng con không có. Bồ Thiện cuối cùng không thể nhịn nổi. Bố, mẹ, thành tích của con vẫn không giảm sút. Con đã nói sẽ chia tay anh ấy, đợi đến khi vào đại học, chúng con mới ở bên nhau. Con đừng nằm mơ. Loại du côn đó, cả đời này, con đừng mơ đến với nó. Còn chia tay nữa, con bị nó lừa rồi, con có hiểu không? Sao con ngu thế không biết? Bà Mộ tỏ ra phẫn nộ và kích động. Cả đời này, con đừng mơ đến với nó. Câu nói như một nhát dao đâm mạnh vào tim Mộ Thiện. Thiếu nữ ở độ tuổi 16-17 còn chưa hiểu cô sẽ làm chủ cuộc đời sau khi cô trưởng thành. Lúc này, bố mẹ nói tuyệt đối không thể. Cô thật sự tưởng rằng cô và anh hoàn toàn không có khả năng. Một nỗi đau chưa từng có dội vào tim Mộ Thiện. Cô cảm thấy bản thân không thể mất Trần Bắc Nghiêu. Cô rất yêu anh. Nếu mất anh thì cô sẽ ra sao? Không, con không chuyển trường. Mộ Thiện nấc nghẹn, cô nói chậm rãi từng từ một. Khi nào vào đại học, con sẽ đường đường chính chính yêu anh ấy. Bà Mộ tức sùi bọt mép. Lời của Mộ Thiện đã đẩy mâu thuẫn lên cực điểm. Con không thể yêu nó. Nếu con còn cố chấp, mẹ sẽ nhảy từ trên này xuống. Bà Mộ đi đến ban công, gương mặt bà cũng đẫm nước mắt, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Mộ Thiện ôm mặt, từ từ khuỵu xuống. Hóa ra cô sẽ mất Trần Bắc Nghiêu, không còn cách nào khác. Năm nay cô mới 17 tuổi, cuộc đời còn rất dài, nhưng cô đã thực sự mất anh. Trái tim đau đớn như không phải của cô. Một lúc lâu sau, Mộ Thiện mới ngẩng đầu. Mẹ, mẹ, con sai rồi. Mẹ đừng nhảy lầu. Con nghe lời bố mẹ. Con sẽ nghe lời bố mẹ. Cô nghe thấy giọng nói khẳng đặc của mình. Thái độ ngoan ngoãn của Mộ Thiện khiến bố mẹ cô nhìn nhau. Cuối cùng họ chọn cách im lặng. Ngày hôm sau vừa đến trường, Mộ Thiện liền đi tìm cô giáo vật lý trẻ tuổi, chính là người từng khuyên bảo cô khi tham gia hoạt động về nông thôn. Cô ơi, gần đây có mấy bài cô giảng em vẫn chưa hiểu rõ lắm, cô có thể phụ đạo riêng cho em không ạ? Tất nhiên là được, Mộ Thiện, em còn vấn đề gì chưa rõ? Nhiều lắm ạ, buổi tối cô có rảnh không? Em sẽ đi tìm cô vào giờ tự học. Nhưng hôm nay cô không có tiết buổi chiều, buổi tối cô không ở trường. Vậy em đến nhà cô nhé. Còn 2 tuần nữa là thi giữa kỳ rồi. Hôm nay em muốn thông suốt vấn đề. Cuối tuần em sẽ ở nhà luyện tập thêm. Được. Trời vừa sẩm tối, Mộ Thiện đứng ở box điện thoại ngoài cổng trường đợi Trần Bắc Nghiêu. Cô đồng thời gọi điện vào số nhà cô giáo vật lý. Cô ơi, hôm nay là sinh nhật một người bạn. Em xin lỗi cô. Vậy à? Không sao đâu. Nhưng thầy hiệu phó Mộ nói, tối nay mẹ em sẽ đến nhà cô đón em. Mộ Thiện từ tốn đáp lời. Không sao đâu ạ, em sẽ gọi điện cho bố mẹ em. Thế nhưng Mộ Thiện không gọi điện về nhà, mà trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, cô nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu chạy nhanh đến, đôi mắt anh còn u tối hơn cả trời đêm. 2 người dắt tay nhau về nhà Trần Bắc Nghiêu. Ông ngoại đã chuẩn bị một bàn thức ăn. Mộ Thiện đến đây chơi nhiều lần. Ông ngoại rất quý mến cô. Ông cũng từng cảnh cáo Trần Bắc Nghiêu không được làm chuyện không nên làm với bạn gái. Ăn cơm xong, Trần Bắc Nghiêu cùng ông ngoại uống chút rượu. Ông ngoại về phòng ngủ trước, phòng khách chỉ còn lại 2 người đối diện với chiếc bánh gato. Anh cầu nguyện đi. Mộ Thiện cắm nến vào bánh. Trần Bắc Nghiêu thổi một hơi tắt nến, anh nói khẽ. Con cầu mong tương lai sẽ cưới Mộ Thiện làm vợ. Mộ Thiện vừa cảm động vừa xót xa. Anh ngốc thế, nguyện vọng mà nói ra miệng sẽ không linh thiêng nữa. Sẽ linh thiêng. Anh vuốt tóc cô. Chúng ta chẳng phải hứa rồi sẽ cùng nhau thi đại học ở Bắc Kinh. Sau này không thể thường xuyên gặp gỡ, nhưng anh sẽ luôn để mắt đến em. Buổi chào cờ ngày thứ 2, mỗi giờ ra chơi,
còn giờ thể dục của lớp em nữa. Anh sẽ đợi em. Nghe giọng nói tràn trề hy vọng của anh, nước mắt chảy dài trên gò má Mộ Thiện. Không phải đâu, bố mẹ em không cho phép chúng ta ở bên nhau. Cả đời này, chúng ta không có cách nào. Hơn nữa, anh sắp không nhìn thấy em rồi. Mộ Thiện đột ngột giơ tay ôm cổ Trần Bắc Nhiêu, tìm đến môi anh hôn điên cuồng. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, khiến đầu óc Trần Bắc Nhiêu nổ tung. Anh cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô lướt qua mặt anh, trên môi anh, dương dấn trên cổ anh. Một luồng khí nóng bao trùm toàn thân Trần Bắc Nhiêu, anh rất muốn càng gần gũi thân mật với cô hơn. Bắc Nhiêu bế Mộ Thiện đi vào thư phòng, khóa trái cửa. Ông ngoại giờ này đã ngủ say, không ai làm phiền. Anh đặt cô nằm xuống giường nhỏ trong thư phòng, đè xuống người cô và bắt đầu hôn cuồng nhiệt. Do tuổi còn nhỏ nên bọn họ không hiểu, chỉ ôm ấp hôn nhau không đủ giải tỏa cơn khát trong tim mà khiến họ từ nơi sâu thẳm càng ham muốn mãnh liệt hơn, càng không thể khống chế bản thân, càng cần tìm một lối thoát. Áo len của cô đã bị anh cởi bỏ, áo còn cũng tháo móc. Nửa thân trên mơn mởn của thiếu nữ lộ ra trước mắt Trần Bắc Nhiêu. Anh hôn không chừa một tấc da thịt cô. Sau đó, người anh vô cùng bức bối khó chịu. Anh rất muốn ngắm, được không em? Cách một lớp quần bò và quần lót, anh chuyên tâm vuốt da, khiến Mộ Thiện run rẩy. Để anh là người đàn ông đầu tiên ngắm em nhé. Mộ Thiện muốn cự tuyệt, nhưng cô không thể lên tiếng từ chối. Để anh là người đàn ông đầu tiên ngắm em. Cô dường bí ẩn của thiếu nữ lần đầu tiên phơi bày trước người khác. Trần Bắc Như như ngừng thở, bàn tay anh ngày càng nóng hổi. Anh không thể làm theo lý trí, anh căn bản không khống chế nổi. Em... Mộ Thiện định phản kháng, nhưng cô chợt nghĩ, sau này cô sẽ không bao giờ gặp lại anh. Đây là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau. Lần cuối cùng. Sự do dự của Mộ Thiện khiến Trần Bắc Như rất vui mừng. Anh gần như thành kính. Thiện Thiện, anh yêu em. Quá trình tương đối ngắn ngủi, nhưng cũng rất khó khăn. Mộ Thiện cảm thấy ít nhất phải qua nửa tiếng đồng hồ. Trên thực tế, mới khoảng 5 phút, anh đã hoàn toàn hợp nhất với cô. Lúc Trần Bắc Nhiêu đi tắm rửa, Mộ Thiện đã mặc quần áo chỉnh tề. Ngồi nhìn vệt máu khô trên ga trải giường, cô cảm thấy hình như cô vừa có một giấc mơ ly kỳ. Cô sợ hãi, nhưng cũng rất nhẹ nhõm như không còn gì để tiếc nuối. Là cô cam tâm tình nguyện. Anh là người con trai cô yêu nhất trong cuộc đời này. Chỉ có anh mới là người xứng đáng được cô trao gửi lần đầu tiên. Khi Trần Bắc Nhiêu ra khỏi nhà tắm, Mộ Thiện chuẩn bị ra về. Anh tiễn em. Anh ôm eo cô. Sau sự tiếp xúc thân thể vừa rồi, anh cảm thấy cô vô cùng mềm mại, khiến anh yêu thương không lời nào tả xiết. Không cần đâu, em sợ bố mẹ nhìn thấy. Bắc Nhiêu cất giọng dịu dàng. Vậy để anh đưa em đi mua thuốc, vừa rồi. Mộ Thiện đỏ mặt. Không cần, vài ngày trước em mới hết cái đó. Bắc Nhiêu ngay người, vài giây mới có phản ứng, anh cười. Em biết nhiều thật đấy. Trong truyện tranh và tiểu thuyết đều đề cập mà. Cô kiễng chân hôn lên má anh. Tạm biệt anh Bắc Nhiêu. Tạm biệt quỷ túc của em, lưu xuyên phong của em, người bạn trai của em, tuổi 17 của em. Em sắp phải đi một nơi rất xa, nơi đó không có bạn bè, không có mối tình đầu, cũng không có anh. Trong những ngày tháng dài dằng dặc sắp tới, em chỉ có thể hồi tưởng lại sự yêu thương của anh, nhớ đến niềm vui khi ở bên anh, nhớ đến tình yêu ngắn ngủi mà khắc cốt ghi tâm của chúng ta. Có lẽ trong nhiều đêm đen tăm tối, em sẽ nghĩ đến anh và gặm nhấm nỗi đau một mình. Bầu trời ngày hôm nay xám xịt, mưa lất phất, giống như tâm trạng u ám của Mộ Thiện. Bằng một quyết định tạm thời nghỉ dạy, cùng Mộ Thiện đến sống ở nhà cô ruột để chuyên chăm sóc cô. Nhưng Mộ Thiện biết, mẹ cô có ý canh chừng cô thì đúng hơn, bởi vì ở đây cô thậm chí không có quyền gọi điện thoại cho bạn học cũ. Ăn sáng xong, mẹ cô Mộ Thiện đi bộ đến trường học. Vừa đi vài bước, Mộ Thiện đột nhiên cảm thấy buồn nôn, ruột gan cô cuộn lên và cô ở dài tiếng.
Bà mộ hỏi bằng giọng lo lắng. Con sao thế? Ăn phải đồ không hợp vệ sinh, đúng không? Mộ Thiện không trả lời, xông đến gốc cây, nôn khan dữ dội. Bà mộ dỗ dỗ lưng cô, một lúc sau Mộ Thiện mới trả lời. Dạ dày, con hơi đau. Bà mộ vừa lo lắng vừa bực tức. Đau dạ dày, lại ăn đồ bậy bạ phải không? Nếu con ngoan ngoãn vâng lời, chúng ta sao phải bỏ đến sống ở nhà cô con? Mộ Thiện im lặng, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong dạ dày. Cô tiếp tục đi về phía trước. Bước vào cổng trường, Mộ Thiện mới có cảm giác được giải thoát. Về vào lớp học ngồi xuống, một nam sinh cùng bàn xích lại gần. Mộ Thiện, đang sáng trưa, tới vì mua thêm một phần. Không cần đâu, cảm ơn bạn. Mộ Thiện từ chối. Cô vừa ngẩng lên, liền bắt gặp mấy bạn nữ nhìn cô chăm chú. Mộ Thiện không để ý đến bọn họ, cúi đầu đọc sách. Mỗi trường học, mỗi lớp học đều có một đặc trưng. Nếu học sinh mới chuyển đến là người bình thường sẽ không bị ai chú ý. Nhưng nếu là một nữ sinh vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, cô đi đến đâu cũng sẽ là tâm điểm bàn tán của các bạn học. Nếu là trước đây, Mộ Thiện sẽ kết bạn rất nhanh vì tính cô tương đối vui vẻ, hòa nhã, thân thiện. Nhưng sau khi chuyển trường, không hiểu tại sao cô trở nên trầm mặc, kiệm lời, cả ngày không buồn mở miệng. Vì vậy đến đây một tháng, cô vẫn chưa có một người bạn nào. Hơn nữa, Mộ Thiện xinh xắn được bọn con trai để ý, nên cô nghiễm nhiên trở thành kẻ thù của đám nữ sinh. Kiêu căng quá, tưởng mình là ai chứ? Mặt đẹp thì hay lắm sao? Mộ Thiện chẳng hề bận tâm. Thế giới của cô đã khô cạn, người cùng tuổi không thể hiểu nổi. Vào tiết thứ ba của giờ tự học, Mộ Thiện xin phép thầy giáo nghỉ một tiết. Cô nói đến ngày kinh nguyệt, đau bụng cần đi mua đồ. Thầy giáo đỏ mặt lập tức đồng ý. Mộ Thiện ra khỏi cổng trường, đi bộ suốt 20 phút, đến cửa hàng thuốc cách xa trường học nhất. Cô vẫn mặc bộ đồng phục nữ sinh, trông lại xinh xắn dễ thương, nên ngay lập tức thu hút sự chú ý của người bán hàng. Người bán hàng ngập ngừng đưa thứ Mộ Thiện cần mua cho cô. Cô đếm tiền trong túi, phát hiện còn thiếu 2 đồng. Kể từ sau vụ đó, bố mẹ hạn chế cho cô tiền tiêu vặt. Mộ Thiện cầm tập tiền lẻ đứng im lặng, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng. Người bán hàng trẻ tuổi động lòng thương, nói nhỏ với cô. Được rồi, em cầm đi. Cảm ơn chị. Mộ Thiện cầm đồ, cúi gặp người chào cô bán hàng. Sau đó cô quay người chạy thục mạng. Cả ngày hôm đó, Mộ Thiện liên tục thò tay vào túi quần, bóp thứ vừa mua về. Toàn thân cô đổ đầy mồ hôi hột. Dù thế nào, Mộ Thiện cũng không dám thử ở trường học. Tâm trạng cô bồn chồn bất an, nên cảm thấy mỗi phút mỗi giây trôi qua rất chậm. Mãi mới đến buổi chiều tan học, bà Mộ như thường lệ đến trường đón cô. Hai mẹ con, người trước kẻ sau đi bộ về nhà. Bà Mộ vẫn lạnh lùng như cũ, thỉnh thoảng đay nghiến cô một câu. Mộ Thiện im lặng từ đầu đến cuối. Giờ đến nhà cô nói hơi đau bụng, lập tức đi vào nhà vệ sinh khóa trái cửa. Vài phút sau, nhìn hai vạch hồng trên que thử thai, Mộ Thiện cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Trước khi chuyển trường, cô và Trần Bắc Nghiêu còn dụng trộm đôi lần, nhưng lần nào anh cũng dùng bao, ngoại trừ lần đầu tiên. Mộ Thiện tựa vào cửa nhà vệ sinh, sắc mặt trắng bệch. Cô nhếch mép cười, nụ cười ẩn hiện khoái cảm tự làm tự chịu. Ông trời trừng phạt cô phải làm thế nào bây giờ? Mộ Thiện không biết làm thế nào. Hơn nữa, ở độ tuổi của cô, có một số việc cô không thể tự mình quyết định. Vài ngày sau, cứ ăn sáng xong là Mộ Thiện nôn ọe, mỗi lúc một dữ dội hơn. Bà Mộ cuối cùng cũng phát giác ra điều bất thường. Còn mau nói cho mẹ biết, có phải con và thằng súc sinh đó đã làm chuyện đồi bại? Ông Mộ gấp rút ngồi xe đến nhà cô ruột Mộ Thiện ngay trong đêm hôm đó. Vừa nhìn thấy Mộ Thiện, ông liền cho cô một bạt tai, mạnh đến mức khiến cô da đầu vào tường. Mộ Thiện lơ mơ nghĩ, sao có thể gọi là chuyện đồi bại? Anh ấy đâu phải là súc sinh, là cô cam tâm tình nguyện cơ mà. Mộ Thiện lập tức bị nhốt vào phòng. Ông Mộ trầm mặc ngồi ở phòng hút thuốc. Bà Mộ không ngừng than khóc với cô ruột Mộ Thiện. Kể lể, bà nuôi con vất vả thế nào, vậy mà con gái bà phụ lòng mong đợi của tất cả mọi người ở thời điểm then chốt nhất. Mộ Thiện bó gối ngồi dưới đất, nghe tiếng rên rỉ không ngừng của mẹ cô, trong khi cô không rơi một giọt nước mắt. Cô nghĩ, thật ra chẳng cần thi đại học, là một người phụ nữ bình thường sống cùng Trần Bắc Nghiêu, cô cũng rất mãn nguyện. Nhưng cô biết cô và anh không có tương lai.
Một tuần sau, Mộ Thiện mới được thả ra, nhưng bố mẹ không cho cô đi học. Mà vào một ngày trời vẫn còn chưa sáng, cô cùng bố mẹ ngồi xe bus đi tới một vùng quê nào đó. Trên suốt chặng đường đi, bố mẹ Mộ Thiện vô cùng căng thẳng, không ngừng ngó trước, ngó sau, xem có ai nhận ra bọn họ. Mộ Thiện đột nhiên cảm thấy, trong mắt người cha uy nghiêm và người mẹ nhân từ của cô, sự tồn tại của cô khá là buồn cười. Bọn họ quá kỳ vọng vào cô, quá mong con quá rồng, quá coi trọng thể diện. Nơi này là một huyện khác, còn là vùng thôn quê, làm gì có ai quen biết gia đình cô. Kể từ khi biết mình có thai, Mộ Thiện luôn trầm mặc, lạnh nhạt. Ngay cả lúc đứng trước trạm y tế nhỏ, cô vẫn không tỏ thái độ bất thường. Cho đến lúc cô nằm trên bàn mổ, giường rất cứng, rất lạnh. Nhìn lên trần nhà trạm y tế một màu trắng toát, Mộ Thiện đột nhiên cảm thấy xung quanh là khu rừng nguyên thủy mênh mông, còn cô là một xác chết, không có sinh khí, không có niềm hy vọng. Trong lòng cô bỗng đau đớn vô ngần. Khi mở mắt, nhìn thấy cái kìm sắt thô ráp tiến sát thân thể, một nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm cả người cô. Con không muốn, con không muốn, con không làm đâu. Mộ Thiện lẩm bẩm, nhưng bác sĩ đời nào dừng lại, thậm chí còn đút đầu kìm sâu hơn. Mộ Thiện đau đến mức toàn thân tê liệt, cô hét lớn. Con không làm nữa, con sẽ sinh con sẽ sinh em bé của con. Sắc mặt bà Mộ lập tức thay đổi. Con nói gì vậy? Con đang nói gì hả? Con không cần tương lai, không cần bố mẹ nữa hay sao? Không, không, con cần Trần Bắc Nghiêu, con cần Trần Bắc Nghiêu. Vừa thốt ra tên của anh, Mộ Thiện chợt thấy một niềm hy vọng mù quáng. Cô lập tức ngồi dậy, làm bà Mộ và hai cô y tá trở tay không kịp. Mộ Thiện nhảy khỏi giường, cô mất đà ngã xuống đất, lộn vài vòng, vừa bẩn vừa thảm hại. Bác sĩ tức giận gắt lên, giữ chặt người con bé cho tôi. Mộ Thiện bị hai cô y tá bắt về giường, cùng bà Mộ đè người không cho cô động đậy. Con còn không cấm miệng, đừng làm mất mặt bố mẹ. Con cứ chống mắt chờ xem, bố sẽ cho thằng khốn nạn đó một trận. Tiếng ông Mộ từ phòng ngoài vọng vào. Mộ Thiện sững sờ. Nhưng cơ hội cô không phản kháng, bác sĩ thọc đầu kìm vào thân dưới Mộ Thiện, làm cô đau đến mức cuộn người. Cô cảm thấy cái kìm đó giống như một con quái vật đang từ từ nuốt trọn sinh mạng của cô. Từ lúc chuyển trường, Mộ Thiện không rơi một giọt nước mắt. Kể cả lúc âm thầm ra đi mà không một lời từ biệt Trần Bắc Nghiêu, cô cũng không khóc. Bố mẹ ngày ngày đay nghiến, cô cũng không khóc. Ở môi trường xa lạ, xung quanh toàn tin đồn và phỏng đoán, trong khi bên cạnh không một người có thể tâm tình, cô cũng không khóc. Thế nhưng bây giờ, Mộ Thiện nằm ở đây, bị một người phụ nữ xa lạ lạnh lùng xóa bỏ nguồn gốc của tội nghiệp. Cô đột nhiên khóc nức nở đến mức thở không ra hơi. Mẹ, mẹ, con cầu xin mẹ, xin mẹ hãy bảo họ dừng lại. Con không làm nữa, con đau quá, đau quá. Nữ bác sĩ tỏ ra bực mình cắt lên. Giữ chặt người con bé, lát nữa tôi còn bệnh nhân khác. Mộ Thiện bị giữ chặt chân tay, đôi mắt cô trợn trừng, bụng đau không chịu nổi. Cô cảm thấy cô giống một con cá dẫy chết trong lưới của người đánh cá. Không, dừng lại, con đau quá, con đau quá. Anh Bắc Nghiêu, anh Bắc Nghiêu, em đau quá. Mộ Thiện kêu gào thảm thiết, nhưng không một ai bận tâm đến nỗi đau của cô. Bà Mộ đang bận khóc, ông Mộ đang bận cầu nhau, còn nữ bác sĩ nhếch môi cười nhạt, tay vẫn không ngừng chuyển động. Vào thời khắc đau đến mức toàn thân tê liệt, Mộ Thiện đột nhiên im bặt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô, nhưng cô đã nhắm nghiền hai mắt. Bởi vì Mộ Thiện nghe thấy, cô rõ ràng nghe thấy một thanh âm khản đặc mà ngân gian. Thanh âm như một ngọn sóng dâng cao, có thể dời núi lấp biển, không người nào có thể ngăn cản, không ai có thể miệt thị. Thanh âm đó xuyên qua thân thể gầy guộc của cô. Thanh âm đó truyền đến quê nhà của cô, truyền đến ngôi nhà gỗ nhỏ trên sườn đồi, đến tai cậu thiếu niên tuấn tú hay mặc áo sơ mi trắng. Thanh âm đó là tình yêu chứa đầy trong trái tim 17 tuổi của cô.
là tiếng kêu khóc cuối cùng của cô ở tuổi thanh xuân. Anh Bắc Nghiêu, em đau quá, em đau quá. Anh Bắc Nghiêu, em ở đây, sống không bằng chết. Em đang rơi xuống địa ngục, còn anh ở đâu? Anh đang ở đâu? Năm sau, chiếc xe BMW màu đen lặng lẽ chuyển bánh với hàng cây. Trần Bắc Nghiêu mặc cơm lê chỉnh tề ngồi ở hàng ghế sau. Anh cúi đầu lật dở quyển sách trên tay. Châu Á Trạch ngồi vị trí tài xế đang bật một đĩa nhạc. Liếc qua gương chiếu hậu thấy bộ dạng chuyên tâm của Trần Bắc Nghiêu, anh ta không nhịn được cười cười. Không ngờ anh thích tác giả truyện tranh Nhật Bản này. Nghe nói có buổi ký tặng cuốn tự truyện của chị ta là anh bay sang Hồng Kông ngay. Bắc Nghiêu đóng quyển sách mỉm cười. Chú cho rằng tôi thích xem truyện tranh thiếu nữ sao? Chó Trạch không hiểu ý, anh ta đang định mở miệng hỏi, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Sau khi cúp điện thoại, Chó Trạch cười ngoác miệng. Từ Diễn Đạt là đồ ăn hại, nhưng cô hắn là đại biểu Hội đồng Nhân dân của tỉnh. Đợt trước chúng ta thầu được miếng đất ngon cũng là nhờ mối quan hệ của hắn, lần này chúng ta không thể không giúp hắn. Bắc Nghiêu lạnh nhạt. Tùy chú. Xe ô tô dừng ở ngoài cổng nhà máy, Chó Trạch dẫn vệ sĩ đi giải quyết vụ lộn xộn. Trần Bắc Nghiêu cho một điếu thuốc, nhắm mắt trầm tư. Trong xe đang mở album mới nhất của Lương Tịnh Như. Giọng hát trong trẻo đầy tự tính của nữ ca sĩ vang lên bên tai Trần Bắc Nghiêu, nhưng lời ca quá ai oán. Trần Bắc Nghiêu nghe vài câu là không có hứng thú. Chó Trạch giải quyết công việc, từ trước đến nay anh đều yên tâm, lần này cũng không ngoại lệ. Trần Bắc Nghiêu quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, bên ngoài cửa kính màu xanh thẳm, mọi chuyện xảy ra trong nhà máy như ở một thế giới khác. Sau đó, anh đột ngột nhìn thấy cô đứng giữa đám công nhân lố nhố. Cô mặc bộ váy công sở màu đen bó sát người, gương mặt trang điểm tinh tế, thân sắc xa cách. Trông cô giống như bất kỳ cô gái văn phòng khác ở thành phố này, nhưng lại có một vẻ cao ngạo khó tiếp cận. Trần Bắc Nghiêu trầm mặt, anh ngắm cô hồi lâu, mãi đến khi cho Á Trạch lên xe. Kinh ngạc dỗ dai anh mới phát hiện khóe mắt mình ương ướt. Anh cầm tay nắm cửa xe, nhưng cuối cùng anh bất động, chỉ nhìn cô từ xa mà không xuống. Bên tai là giọng ca bi thương của nữ ca sĩ lặp đi lặp lại câu hát. Nhớ nhung là nỗi đau biết thở, nó trốn ở mọi ngõ ngách trong thân thể tôi. Bài ca em thích cũng biết đau, đọc thư em cũng đau, đến trầm mặc cũng đau. Em yêu... Em yêu. Thiện thiện yêu dấu của tôi. Trên đời này có người yêu nông cạn, có người yêu sâu đậm, có người yêu ngắn ngủi, có người yêu cả đời. Có người yêu dung mạo đẹp đẽ như hoa, có người yêu tâm hồn tự do và sự thánh thiện. Còn người phụ nữ duy nhất tôi yêu trong cuộc đời này. Hóa ra em đang ở đây. Trong ảo giác chập chờn của tôi, trong trái tim lạnh lẽo, trong những giọt nước mắt lâu này không xuất hiện của tôi, em như một thiên thần, cuối cùng cũng bay đến thế giới tàn khốc không tình người của tôi. Các bạn thân mến,
chúng ta vừa nghe xong tác phẩm Từ Bi Thành của nhà văn Đinh Mặc, người dịch Green Rose. Lê Duyên xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào audiobook mới. Lê Duyên xin gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người. Thân ái, chào tạm biệt.